Chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình Android tại trung tâm đào tạo tin học Khoa Phạm. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một quyết dịch có trong Android Studio. Rồi, như các bạn cũng đã biết, thường thì các bạn hứng và đổi dữ liệu dựa trên một cái list view cơ bản, hoặc là các bạn cũng có thể custom lại cái list view đó. Hôm nay chúng ta sẽ đi phần nâng cao một chút về list view. Rồi, như các bạn cũng đã biết thì Expandable List View đó chính là một đối tượng nâng cao của lớp List View của chúng ta. Nó gồm có các group và các item, nó quản lý từng cái object của chúng ta một cách kỹ càng hơn. Và trong đó nó có những sự kiện bắt những các group và item một cách chính xác hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem Expandable List View nó như thế nào. Rồi, đây là một cái hình ảnh của Expandable List View, gồm có ví dụ như ở phía trên này là một cái group bin thì nó sẽ chứa các item có dạng thuộc phần tử của group này, ví dụ như là bino 1, bino 2, bino 3. Rồi, làm như vậy thì chúng ta có thể kiểm soát được các phần tử có trong group và chúng ta có thể bắt sự kiện một cách chính xác hơn đối với những group và các item trong group đó. Rồi, ở đây mình sẽ chạy demo trước cái app mà mình sẽ thực hiện cho các bạn xem. Và các clip sau mình sẽ cùng các bạn đi vào phần tìm hiểu về cái expandable list view này. Rồi, bây giờ mình sẽ run project lên và cho các bạn xem. Rồi, ở đây project của mình sẽ được run trên thiết bị điện thoại thật của mình, đó chính là điện thoại Acer. Rồi, như các bạn đã thấy, đây là một cái expandable list view. Rồi, ở phía bên hông này nó có một cái mũi tên để cho chúng ta có thể sổ xuống. Đây là từng cái tên của các group. Đây là phim tháng 10, tháng 11, tháng 12. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử click vào cái group của phim tháng 10 trước, xem coi nó có những cái action gì trong đây. Rồi, đầu tiên thì các bạn để ý là khi mình click vào cái group của phim tháng 10, nó toast lên được là cái vị trí của group, đó chính là phim tháng 10. Và thứ hai là nó bắt cho mình một cái sự kiện, đó chính là mình mở cái group này thì nó hiện ra một cái action là phim tháng 10 đã được mở. Rồi, bây giờ mình sẽ thử click vào các item của trong cái group phim tháng 10 này xem nó có những gì. Rồi, khi mình click vào item under the shadow thì nó sẽ hiện lên cho mình cái vị trí của item đó, có nghĩa là mình có thể bắt được các sự kiện trong các item của các group. Rồi, khi mình đóng cái group phim tháng 10 này lại, rồi khi mình đóng thì nó cũng bắt được cái sự kiện đóng của group trong cái expandable list view này. Như vậy là trong cái expandable list view này nó có những phần nâng cao giúp ta quản lý được các dữ liệu một cách kỹ càng hơn, và chúng ta cũng có thể xét những cái action mà không có trong list view để chắc rằng chúng ta có thể xử lý được nhiều tính năng hơn trong việc đổi dữ liệu về hoặc là kiểm soát dữ liệu đối với người sử dụng. Rồi, trong clip này mình đã hướng dẫn cho các bạn xem cái demo của mình đã làm trước, và trong các clip sau chúng ta sẽ đi vào phần tìm hiểu về expandable list view này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.